Dạ con xin chào ông bà cô chú, mình xin chào các bạn. Con mời ông bà cô chú ăn bánh bao, mình mời các bạn bánh bao, con mời mẹ ăn bánh bao. Để con lấy bánh bao cho mẹ ăn nha. Ok. Mẹ bự nên con phải cho mẹ một cái bự nè. Rồi, mẹ cảm ơn con. Dạ. Ừ. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. 1, 2, từ từ, đây mẹ xem nhân gì? Ba. À, bánh bao nhân bí đỏ nè cả nhà ơi. Mình mời cả nhà nha. Wow. Bánh bao này ăn rất là bổ nè. Wow, nhân bí đỏ. Ừ. Có ăn bí đỏ mẹ. Ngon không? Ngon quá đi. Bánh bao là có nhân bí đỏ nè mẹ. Đúng rồi con. Ngon quá. Mày sắp thắng con rồi đó. Yeah. Mẹ thắng con cho mẹ một cái bụng nha. Ừ. Em ve sầu kêu gùm bây giờ nhi. Nhà con còn em ve sầu á. Ừ. 4 em ve luôn. Con bắt hả? Ừ, dạ con bắt luôn. Ừ. Con bắt nó dành qua phim. Đưa cho mẹ cái nè. Ừ. Ôi nhà nuốt đi. Ăn từ từ thôi. Ngon quá. Ừ. Dính găng hả? Ăn xong rồi đây củ sắn chấm muối ngô tôm ngon lắm. Củ sắn này con với mẹ ăn được á. Ừ. Nắng lên là nhiều buồn quá mẹ. Đúng rồi con. Mùa nắng mùa hè. Ủi ơi con rửa em đi. Rửa rồi đúng rồi. Cái gì á? Rất ăn hao. À. Nó ăn hút mật đó mẹ. Ừ. Đó. Đúng rồi, nó hút mật bông chanh dây á. Nó thấy cái mùi nó thơm thơm á mẹ. Ừ. Rồi cái hoa chanh dây nó nở ra, nó tỏ hương ra. Hương thơm á. Nó ong nó bay rồi. Mẹ ơi. Ơi. Cái màu xanh xanh là cái gì vậy mẹ? Này là gì mẹ không biết không con? Ăn ơi. Đây là màu á. Đúng rồi, cái màu xanh xanh là vị lá dứa mẹ. Ồ, à vậy hả? Dạ. Còn cái màu cam cam chính là bí đỏ. Đúng rồi. Giống như mình ăn bí đỏ làm canh á. Ừ. Canh bí đỏ đó mẹ. Đúng rồi con. Cái đu đủ giống canh bí đỏ luôn. Ừ, cái màu nó vàng vàng giống bí đỏ đúng không? Dạ. Con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ừ. Nếu mà mình ăn mất rồi thì còn 7 cái. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? Đúng rồi con. Ăn mất 1 cái thì còn mấy? Nhớ, tự nhớ, khỏi đếm. 7 cái, ăn mất 1 cái rồi mấy cái? Mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 5! Đâu thì lại đếm lại cho mẹ xem. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, mẹ thấy rõ ràng là 6 cái kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi. Mẹ ăn tưởng à. Cho mẹ ăn cái nữa đi. Ý là cô tưởng là mẹ ăn 1 cái nữa rồi là còn 5 cái đúng không? 5. Ừ, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Ừ. Con ăn mất 1 cái. Thì còn mấy? 1, 2, 3, 4, 4. Ừ. Ăn mất 1 cái thì còn 3. Ừ. Vậy được chứ mẹ, còn lại thì còn 5 cái. Ừ. Còn lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì còn 6 cái. Rồi ăn đi.
cho mẹ. Đúng rồi con. Chính xác rồi. Giỏi quá. Cho 10 điểm về chỗ quỳ gối lên. Hồi xưa mẹ học là vậy đó. Cho 10 điểm mình về chỗ quỳ gối lên. Đâu cười. Mẹ ơi, mẹ học chuyện cho nghe đi. Hả? Mẹ học chuyện cho nghe đi, xong rồi con đọc chuyện cho mẹ nghe nha. Thôi con đọc cho mẹ nghe trước thôi. Chuyện gì đi? Mẹ muốn con đọc chuyện gì? Thích đọc chuyện gì con đọc chuyện đó. Rồi, bây giờ ăn củ trắng đi. Củ trắng trắng muối tôm. Con chấm cho mẹ nha. Ừ, chấm cho mẹ đi. Chấm nhiều vô. Đúng rồi. Củ trắng ngon quá, củ trắng ngọt. Nhiều nước nữa, mát đó. Mùa nắng ở nhà mình ăn những loại quả có nhiều nước thế này nè, nó mát thanh lọc cơ thể nữa. Ngon. Ngon. Ăn nhiều củ sáng lên cho nó mát. Củ sáng ăn tốt lắm. Chị nghĩ rất là không? Cái này con nước mà không mì nha. Được chứ con. Hồi nhỏ con thấy ăn cái này lắm. Hồi nhỏ không mà con chấm mút tôm á, cái miệng đỡ lừ luôn á mẹ. Ừ, đúng rồi. Cái miệng con đỡ lừ luôn. Ừ. Ui, cười đi con, ông nó bu con kìa. Dạ. Con ăn củ sắn gì không? Cái gì vậy mẹ? Xuống máy bay hả con? Xuống máy bay hả mẹ? Ừ. Con thích ăn củ sắn lắm luôn á mẹ. Ừ, thích ăn con. Con mẹ thì mẹ thích chấm muối tôm. Ừ. Lúc ở dưới nhà má, mẹ hay gọi củ sắn cho con ăn nè, con phải ăn lắm. Ừ. Có cái bánh này không mẹ? Có chứ con. Có hả? Ừ. Bánh bao. Ừ. Ăn bánh bao nữa đi. Dạ. Ăn hết củ sắn đi ăn bánh bao. Dạ. Ông mật á. Bây giờ mẹ miếng củ sắn nữa đi. Không biết nay má về chưa nữa. Ủa chờ má đi về Bắc, không biết nay má về Sài Gòn chưa. Nhớ má không? Mẹ nhớ. Ăn cái này nhớ má quá hả mẹ? Ừ. Má thích ăn cái này lắm. Mẹ ơi, mày đọc chuyện má đi mẹ. Hả? Mày đọc chuyện má đi. Chuyện má có gì đâu, chị kể con.
đuổi nó cho mẹ. Đó kìa, con gùi không ăn mất con ong nha. Đó con gùi ủi đi con, ủi đi. Mẹ ăn củ sắn không? Hả? Mẹ ăn củ sắn không? Ăn. Thôi ăn bánh bao thì mẹ ăn củ sắn ra. Đây. Dạ. Bánh bao này, loại bánh bao con cũng thích bánh bao lắm luôn đó mẹ. Ừ, thích ăn đi. Chiều nay nghe tiếng em chị với em má ba nữa đó mẹ. Ừ. Nhưng bé ba này, nó con trầm thấy nhìn nó nhỏ, nó nhỏ chứ. Nó nhỏ chết luôn rồi. Đúng rồi, nó xa quá đó con. Xong rồi nó xuống cái là nó to luôn. Ừ, con lấy cho mẹ miếng củ sắn đó đi. Dạ. Cái mẹ miếng bự nhất á. Đúng rồi, miếng đó đó. Miếng bự hay miếng nhỏ? Miếng bự đó con. Miếng bự bự. Đúng rồi. Miếng to này đúng không? Ừ, miếng bự mẹ ăn mới no. Chứ miếng nhỏ mẹ ăn không no chút nào. Ừ. Đúng không mẹ yêu? Đúng rồi. Miếng nhỏ này để dành cho người nhỏ nè. Ngon quá. Đây nè, con xếp hình ba cái bánh bao cho mẹ xem nè. Đó, rồi được ba cái rồi đó. Ừ. 1, 2, 3. Vậy đúng không mẹ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ. Vui nhiều thật luôn đó mẹ. Cái này cũng có nè. Đó, cái này cũng ngon nè mẹ. Ngon, ăn đi. Dạ. Mai mốt các bạn kêu ba mẹ mua cái bánh bao này nha. Cái bánh bao này ngon lắm luôn á. Đây, các bạn nhìn xem nè, bí đỏ nè. Mẹ thấy bí đỏ cho mẹ. Ừ, mẹ thấy con. Bí đỏ. Bí đỏ ăn bổ não. Ăn ơi. Nè, mẹ ăn bí đỏ đi. Ừ. Cho mẹ một cái, hồi nãy mẹ ăn. Hai mẹ cái bự đi con, cái nhỏ. Rồi thôi con ăn đó đi. Ăn nào hết thì lấy nữa. Đuổi gùi cho mẹ đi con. Dạ. Nắng lên nhiều gùi quá hả mẹ? Đúng rồi, thứ này sư gùi. 1, 2, 3, 4, 5. Ừ. Mẹ ơi, mình nhìn giống pizza không mẹ? Tối ngày cứ tưởng tượng bánh pizza. Bánh pizza nhỏ xíu siêu luôn. Ừ. Nói giỡn mẹ thì không, chứ ra không phải bánh pizza đâu, bánh bao mà. Ừ, con tưởng tượng mà. Con tưởng tượng thôi, chứ ra là bánh bao mà, không phải pizza đâu. Rồi ăn đi con. Cái món bánh bao con thích lắm luôn á mẹ. Ừ. Mấy em gùi này. Mấy em gùi bu bu à. Em ve sầu kêu chứ gì đâu mà nghe. Ve sầu kêu nhớ má hả? Nhớ bà ngoại không? Dạ có, bà ngoại dưới Sài Gòn, dưới Sài Gòn với má đó. Ừ, nhớ bà ngoại không? Nhớ. Rồi nấu hết đi. Có cắn mẹ rồi, yeah. Mẹ thương à. Rồi được rồi, mấy no rồi. Mấy no rồi hả? Ừ. Rồi con nuốt rồi cũng phải làm sao? Dạ con ba ông bà cô chú.
Con chúc bà cô chú những sức khỏe, đăng ký con học nhé. Bye bye. Mình ba các bạn hẹn gặp lại sau. Bye bye. Con đi à? Ừ, con vô đây.